nhìn nó với con yến ngang ngửa nhỉ? Nó nào giống nhau nhỉ chị nhỉ? Con này này, nhìn con này với con yến ngang ngửa nhau. Nó phù hơn. Nó bông bông. Con yến mềm 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 á. Ôi yến ơi, yến mềm mại ơi. Chú chúi chúi. Nhưng yến bị kiểu béo nhũn 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 sẽ cả bụng. Sẽ bụng. Yến sẽ bụng. Munkin ở nhà mình đây này, các bạn nhìn thấy Munkin ở nhà mình chưa? Nhà mình có Munkin đây này, hơi bị xịn đó. Nhìn phát yêu luôn. Đây là Munkin ở nhà mình nha, bé tên là Mì nha. Mì Ý spaghetti nha. Đấy, thấy chưa? Cái Mì Ý nhà mình chưa? Hịn không? Mãi vô, mãi vô. Đây là cục bạc nhà mình này. Đây em này tên là em Win hay em Won nhỉ? Em này em Win, em Won. Em Won cái này. Đây, thằng anh đâu ra đây? Đây em Won được nè. Em này là em Win này, em Win được này, em Won cái này. Này, nhìn thấy Mì chưa? Đuôi Mì ngắn cực nhá. Nhìn dễ thương không? Mèo chuẩn Munkin luôn. Đuôi siêu ngắn, chân siêu ngắn nè. Trời ơi. Ai yêu em không? Lại đây, lại đây. Win Won lại đây. Chào mèo. Nhảy vào đầu nó đi. Yến thì nó đanh đá mà nó sân si lắm. Nó mà giật được cái này nó không cho con khác chơi đâu. Trong nó kêu hù 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 hù. Sân si lắm. Ô anh Gạo chắc là mới được 7 tháng chứ mấy yeah. Sao bằng tinh vi được. Tinh vi nha. Một tuổi nha. Đấy, điềm tĩnh chưa? Mọi người thấy Kinh Bi điềm tĩnh chưa? Người anh cả của gia đình ấy, chuyên trông các em ấy. Đứa nào hư láo là sẽ dạy dỗ ngay nhờ. Và anh cả này đã mất đi. Người anh cả mất đi. Chơi 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 chơ